xong đô bếp xong thì bà lại không ngủ cái giường này. Vâng. Đây có một cái màn nữa. Vâng. Thì bà lại ngủ cái giường khách. Thế là cháy vào cái màn. Cháy lúc nào bà không biết. Phát hiện ra là bà không trả kêu làm. Thế là làm tự phát hiện ra là làm tự giúp con mà. Tức nghĩa là bà con tự đến giúp thôi chứ bà cũng không kêu. Nghe cái photo nó nổ. Tưởng là người ta bá pháo hoa chúc mừng có chứ đâu mà phát lửa ra. 5 triệu tiền của bà thì bà úp ở dưới giường trang thế này. Nó còn có kết xong cái về sao? Cái giường ngủ đối diện giường bếp đúng không? Ấy, xong rồi dưới này có cái trang bà để đấy. Xong nhưng mà hôm qua thì anh ấy cũng cố vết xem nào có không, nhưng mà vết cháy hết sạch thật. Đây chăn vứt hết bên kia rồi. Cháy hết sạch. Xong là hôm qua đấy. Đây mọi người, cái siêu bằng nhôm mà nó cháy như thế này thì không biết là cái ngọn lửa ngày hôm qua nó như thế nào. Không có nước à? Xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Phía sau của Tam Giác Mạch là một cái khung cảnh hoang tàn còn sót lại sau một vụ cháy nhà rất là nghiêm trọng xảy ra với một bà cụ 79 tuổi rồi. Hôm nay thì rất là tình cờ khi mà anh em mình đến với khu vực của trên ngài trò này thì đi qua và được anh Sở chia sẻ về một cái hoàn cảnh rất là phải nói là cực khổ. Cuộc đời của bà đã khổ rồi, đến cuối đời lại phải gặp cái hoàn cảnh như thế này. Thì thực tế như thế nào? Bây giờ Tam Giác Mạch sẽ chia sẻ tới quý anh chị và tất cả mọi người cùng biết. Và rất hy vọng rằng là thông qua những cái thước phim thế này thì sẽ giúp đỡ được bà phần nào đó ở những cái tuổi già, cuối đời. Sẽ trước mắt có lẽ là sẽ cùng nhau để tìm hiểu trước đã. Sau đó là có những cái gì mà anh em mình mà mong muốn thì cũng rất mong nhận được cái sự tương tác cũng như là trợ duyên của các nhà hảo tâm. Ở trên này thì không có nước nên là cái quá trình dập tắt cái ngọn lửa còn khó khăn hơn rất là nhiều. Anh Sở ơi, cho em hỏi một chút thông tin nhỉ. Hiện tại là cái khung cảnh mà mọi người đang nhìn thấy này là bà con đang gọi là vét lại những cái nông sản mà còn dùng được đúng không? Đúng rồi. Thì cái này dùng được thì thôn cũng cho lên trên trụ sở thôn như này, này. Tạm thời là bà hiện tại ở đâu anh? Tạm thời là bà hiện tại lại trên trụ sở thôn này. Vâng. Cho bà dừng đấy. Vâng. Còn về cái chương trình xem nào thu giúp được thế nào hay là chính quyền giúp thế nào thì cái nhà này không dùng được rồi. Vâng vâng. Thì tí nữa mình vận động dân nó dọn xuống. Hôm qua nếu mà may mà bảo người nhà nhưng mà không ở nhà không có anh nên làm xó đi giúp thì mất người đấy, là còn thiệt hại về người đúng không? Người đấy. Thì giới thiệu với tất cả khán giả của Tam Giác Mạch một chút, đây là anh Sở, là cán bộ phụ trách thôn này. Thì có bất cứ thông tin gì thì anh em mình cũng sẽ trao đổi trực tiếp. Và bây giờ em muốn hỏi anh một chút về thông tin bà tên là gì và bao nhiêu tuổi cụ thể. Giàng Thị Máy. Giàng Thị Máy. Vâng. Là bao nhiêu tuổi rồi anh nhỉ? Sinh năm 1941. 41. Vâng. Là mình cho một to là. Hả? Có con này lùi tôi cái này khó phi. Đúng rồi. Bác nào đi đèo bà ra, bà chắc là hoảng loạn chứ anh. Bà hơi bị ốm. Thế là hôm qua là bị ốm à anh? Ốm là không phải là do sức khỏe, là do bà cao tuổi nên là cái nhà này chắc là nó ẩm cái lửa không là bị cháy ra xong rồi. Bây giờ tôi nghĩ bà tự làm cháy hay là như nào? Bà tự làm cháy thôi, không có ai đâu, bà cũng tốt mà. Nhưng mà lúc cháy thì anh em ở trong làng xó thì không phát hiện, là nếu mà cháy nhỏ thì giật được rồi. Nhưng cháy hết nửa nhà thế này bà còn ở bên kia. Bà vẫn đang ở trong kia? Xong lại đấy phát hiện ra cái photo này nó nổ ra một phát là bắt đầu ngay vào cuộc. Thế là không giật được cái nào, nước thì không có. Vâng, bà có bị nặng tai không anh? Không, không bị nặng tai. Tức là vẫn bình thường nhưng mà chắc là do cái tuổi già. Em nghĩ là do là cho quá nhiều chất đốt vào trong nhà đúng không? Ví dụ như cỏ khô, cành cỏ khô các thứ. Đau người mông thì nó hay có một cái vết như này. Vâng. Nhưng mà bà hay đô vết như này. Vâng. Xong đô vết xong thì bà lại không ngủ cái giường này. Vâng. Đây có một cái màn nữa. Vâng. Thì bà lại ngủ cái giường khách. Thế là cháy vào cái màn. Cháy lúc nào bà không biết. Phát hiện ra là bà không trả kêu làm.
Thế là làm tự phát hiện ra là làm tự giúp con mà. Tuy nhiên là bà con tự đến giúp thôi, chứ bà cũng không kêu. Mẹ cái photo nó nổ. Tưởng là người ta bá pháo hoa chúc mừng, có chứ đâu mà phát lửa ra to. Cái vách là hầu như là vách nứa này hết anh. Vách tre này hết đúng không? Vách tre này hết. Không, nó không có cái như thế này nè. Nó chỉnh cái đất này xong rồi lấy tre này tre lên. Vâng vâng. Xong nó cháy thì tre xuống cái này. Thế thì bà có con cái gì không anh? Bà thì trước có hai con, một con mất rồi. Mất hết rồi. Chồng à, ông cũng mất. Chồng thì xong mất là bà ở một mình riêng được lâu rồi. Xong rồi đây là con trai cả, nhưng mà con trai cả này nó tách ria thì năm chín mấy rồi. Vâng. Thế là hôm qua phải bắt buộc phải bà phải ngủ với con. Vâng. Còn nếu bà không ngủ với con thì không có chỗ. Có, nhưng mà sợ bà ngủ một mình thì đôi lúc nữa đến ngày hôm thì bà khách nước rồi nọ kia không có ai chăm sóc. Vâng vâng. Đấy như thế. Cụ bà 79 tuổi rồi. Thì so với nhiều người, so với tất cả chúng ta thì bà đã là một người có tuổi rồi và đến cuối đời lại gặp cái hoàn cảnh hết sức éo le như thế này. Theo như những cái gì chứng kiến cũng như là kể lại của anh Sở cũng như là mọi người ở đây ấy, thì là bà ở một mình, chồng thì mất rồi, con thì có hai con, tuy nhiên thì cũng ở riêng từ rất là lâu, từ những năm 90 rồi. Thế nên là hiện tại bà ở một mình, và thậm chí là hôm qua khi mà cháy ở đây rồi, như anh Sở vừa chia sẻ đấy, là cháy được một nửa nhà rồi. Đây như cái hiện trường mà tất cả mọi người đang nhìn thấy đây này. Khi mà cháy được như thế này rồi mà bà vẫn còn đang ngủ ở góc bên kia, tức nghĩa là chưa hình dung được là nhà mình và chưa biết được là nhà mình bị cháy. Đấy, đâm ra là bà con mới nghe tiếng cái tấm bờ lô nó nổ, nó kêu thì mới ra giúp đỡ thôi. Cháy hết thì thế, cần nào lấy được thì lấy. Ví dụ như cái này, nếu mà lấy được ấy, thì thôi bỏ này ra. Bỏ như cái này thì vẫn ăn được những cái hạt này. Bỏ như thế này ra. Đấy. Xong cái này mình dùng cho gà được. Vâng. Xong là ví dụ như cái này. Này, cho tay lưu dùng như luôn thì mà vừa mà. Cái này nó to mà. Cái này nó to mà. Tay lưu dùng như này. Cho dùng như này cho mình đó. Tạm thời là cái nông sản của bà cũng như là con người thì đang ở tạm cái hội trường của thôn, và cũng chưa biết được là có cái sự hỗ trợ nào ở đây hay không. Tuy nhiên thì trước mắt bà con sẽ cùng nhau để tái thiết lại một cái căn nhà nhỏ nhỏ tạm thời cho bà sinh sống. Bởi vì... chưa? Gần Tết rồi mà lại không có nhà ở thì thật sự sẽ rất là khó khăn với một cụ bà. Anh em mình sẽ chia sẻ một chút về cái căn nhà bị cháy của bà này. Thực tế thì cũng là một cái căn nhà cũ từ ngày xưa rồi, rất là xuống cấp rồi. Và như khi anh Sở có nói ấy, thì là một mình bà ở nhà và bà thì cũng có tuổi rồi, thì có lẽ là cũng sẽ chậm hơn một chút so với chúng ta khi mà chưa ở cái độ tuổi đó. Thì bà ở nhà, bà bình thường là như mọi người thấy ấy, nhà người Mông thì thường thường sẽ có một cái bếp củi ở ngay cạnh một cái giường ngủ, và bà đun bếp thì bà đi ngủ bà quên tắt, quên dập bếp thì nó mới cháy lan ra. Nhất là vào mùa đông này thì thường thường đồng bào ở trên này là sẽ cho củi khô cũng như là những cái lá cây cỏ để cho vào trong nhà ấy, đun cho ấm. Thì khi đi ngủ quên tắt và lửa nó bén sang những cái cành củi khô đó, xong bắt đầu là bén sang cái giường ngủ đối diện với cái bếp lửa ấy, bếp củi ấy, sau đó là cháy và lan ra. Nhà này thì cũng là chỉnh tường đất như thế này, tuy nhiên thì chỉnh tường cũng rất là lâu rồi và một phần nhỏ là bưng bằng cái tre nứa như mọi người thấy ở đây. Sau đó là nó cháy và cháy lan lên các cái khung nhà, nổ bờ lô. Đến lúc như khi anh em mình tìm hiểu ấy là khoảng 7 giờ tối mùa đông thì cũng rất là tối rồi. Thường thường bà con đã đi ngủ phần lớn rồi. Nên là khi mà bờ lô nổ thì mới bắt đầu hình dung ra được là có nhà bị cháy và bà con tự đến giúp. Chứ lúc đấy bà cũng không truy hô, bởi vì bà cũng thậm chí là bà đang ngủ ở góc này, cũng chưa biết là nhà mình bị cháy như thế nào cả. Đấy, nên là hàng xóm tự đến giúp dập tắt. Và một cái khó khăn gặp phải nữa ở khu vực này khi mà dập tắt lửa cháy nhà ấy, đó là gì? Là không có nước. Ở khu vực ngài trò này thì rất là thiếu nước. Bây giờ thì không còn gì nữa rồi. Rất may là không có thiệt hại về người. Bởi vì như anh Sở nói đấy, là khi mà cháy đến một nửa nhà như thế này rồi mà bà vẫn còn đang ngủ ở góc bên này,
bình thường ấy thì là bà con người Mông sẽ ngủ cái giường đối diện với chính cái bếp củi của mình. Tuy nhiên thì hôm qua bà lại sang ngủ bên này, có lẽ nó cũng sẽ là một cái điểm báo và cũng là một cái gì đó mách bảo rồi, thì bà mới sang ngủ bên đây. Nếu như mà bà ngủ giường đối diện với cái bếp ấy thì có lẽ là hôm nay câu chuyện nó đã khác và không còn như thế này nữa. Bây giờ thì bà con đang cùng nhau hộ để vét lại những cái số ngô mà còn sử dụng được. Này, cháy rất là nhiều luôn, hầu như là cháy hết rồi. Những cái bắp ngô như thế này thì bây giờ những cái này thì còn dùng được, chứ còn bên này thì kể cả nghiền cho lợn thì lợn cũng không ăn bởi vì nó rất là đắng. Đấy, còn phần bên này thì vẫn có thể dùng cho người ăn hoặc là cho gà, cho lợn thoải mái. À, cháy hết. Bà là cũng có rất là nhiều ấy đấy, nhiều ngô đấy. À, bà đây hả anh? Bây giờ anh hỏi để bà kể lại cụ thể những hôm qua cho mọi người nghe xem nào. Có. Bà nhìn có vẻ tối nay đi làm việc thì tôi cái cho thì mong tỏ nhỉ, ủa cho cho dân mong mong này này để có khi này y rồi được sẽ gì giờ làm mà ủa chẳng ủa được cái công nghệ này có thả này thả được mong cô chỉ bảo ấy cô bị cô tỏ ra nhớ nhớ này cô này thế hả nhớ nhớ này cô ta họ đặt gì các khi cô ta chưa cho cô ta hết 5 triệu bạc 5 triệu tiền. Cô đã chưa trả cho không có bất kỳ tài công như thế. À, tức là cháy 5 triệu tiền. Có nghĩa là 5 triệu tiền của bà thì bà úp ở dưới giường trang thế này. Nó không có kết xong cái, rồi sao? Cái giường ngủ đối diện giường bếp đúng không? Ấy, xong rồi dưới này coi cái trang, xong rồi bà để đấy. Xong, nhưng mà hôm qua thì anh ấy cũng cố vết xem nào có không, nhưng mà vết cháy hết sạch thật. Đây, chăn vứt hết bên kia rồi. Chăn cháy hết sạch. Xong là hôm qua những cái lửa này nó cháy rất to, giật chết xong nó lại cháy. Vâng. Hết cu ra cháy hết. Cô khó của bà lấy hộ chú hộ chơi mua cho khách lột lao đây chứ mua mua nữa mua là mua chú có tổng ta chú đã chơi mua là bây giờ là quần áo bà còn không không có thế nào không còn cái gì con người như thế này con người thế này rồi và một số bắp ngô là còn vét lại được như thế này. Bắp ngô này là vẫn đang vận động nhưng còn nhau vết xong là dõi này ra xong là dỡ này thì cái này nó bà không thể được vì nó đổ xuống là nó chết người. Vâng. Đấy, thế là nó vận động đây tòa con cháu của bà thôi. Vâng. Đấy, mà con cháu của bà thì một số hôm qua cũng rất là đông nhưng mà nó thực ra là đào bà thì không giờ được. Hôm đúng qua rồi. Anh em chính quyền ở xã cũng vào cua hết. Vâng. Dập đến mấy giờ đêm anh? Dập đến 12 giờ. 12 giờ luôn. Vâng. Do là không có nước nên là mọi thứ đều bằng thủ công. Xin nước này, nhà cạnh đây này, xin nước bên này xong lại đi chợ nước bên kia về xong rượu anh rồi đi chợ được 6-7 chuyến rồi. Vâng. Đấy, chợ. Xong về sau dập xong nhá, cái này gọi cháy lên xong rồi mình mới cứu bà lên. Vâng. Cái trên này xong bà bảo là thôi thế thì ngủ chỗ chợ thôi nhưng mà anh Hiệu con sáng bảo là thôi bà ơi sức yếu thì cho ngủ đi các cháu. Vâng. Uống yếu rất không thể được. Vâng. Cho khi người nó là xảy ra luôn thật sự đấy, một khi xảy ra thì nó khó. Vâng. Bây giờ là như anh cũng nắm được ấy thì là bây giờ có cái phương hướng xử lý như thế nào hoặc hỗ trợ bà như thế nào chứ bên ủy ban cũng như là ủy ban mà chậm tụ quốc với cái bí thư xã tăng lê phang hỏi được một cái trang một cái chiếu hỗ trợ được 25 cân gạo còn phun thì hôm qua giật xong thì tôi cũng hỗ trợ như một ít gọi là nước nôn rượu cho uống một trận. Trước mắt thì bây giờ chắc là cho bà ở với con thôi đúng không? Thế thôi, trước mắt ở với con thôi. Còn nếu mà tới này, nếu mà dây cái polo này được á. Nào sử dụng được nữa? Không được đâu, hỏng hết rồi. Thật mà, ở như thế này thì may thì nó đổ xuống. Bây giờ không thể để bà ở cái khung này rồi, đấy là nói. Không, bây giờ bà phải, nếu mà ở với con cháu thì ở với con cháu thì cũng được. Nhưng mà tí nữa xem trí của bà xem là thích ở với con cháu nào để cái này khắc phục. Vâng. Khắc phục thì bây giờ kinh phí ở trong sáng không? Không có đúng không? Bây giờ phải nói thật là chỉ có thôn thì có khả năng ông hồ đóng tấm bơ lô thì ủng hộ bơ lô rồi là cây cỏ các thứ. Cây thì mình đục ra là được. Nhưng là phải được. Đã để mà dưới này đội này phải đi hết rồi. Phải sử dụng cái lực lượng này. Vì là bà nó chiều lên trên làm được. Đúng rồi. Anh hỏi giúp em là bà kể lại từ lúc mà chưa cháy đến lúc cháy là nó diễn ra như thế nào cho mọi người nghe được không? Nên để thao cái cú cháy này chắc thì còn tôi cú ý sầu ở đây là này. Cúi giống thế đâu, chỉ có ô lên chỗ chơi. Ô lên chỗ chơi là. À, cái nhà này. Mau giờ chơi hay nhớ ít thôi.
cái nhà này thì trước không cháy được một lần do bao cỏ. Cụ đời bà là hai lần bị cháy nhà. Lần này được chưa? Nhớ tụi nó cúi rồi. Tất nhiên là trước là con trai của bà bé thằng này là nhà đấy bị cháy một lần rồi. Đợt này là đợt thứ hai. Bây giờ là con trai của bà đã 50 tuổi rồi là lại bị cháy một lần nữa. Mà cũng rất may là đến thời điểm hiện tại cháy hai lần nhà mà bà vẫn còn may mắn là sống sót. Phải nói thật là như vậy. Bởi vì bà là bị cháy 5 triệu tiền mọi người ạ. Tiền là để dưới chăn của cái giường đối diện bếp ngủ và bị cháy luôn. Và đồ đạc trong nhà lúc đấy là không. Ui dồi ôi, cái siêu mà còn cháy như thế này luôn. Đây mọi người, cái siêu bằng nhôm mà nó cháy như thế này thì không biết là cái ngọn lửa ngày hôm qua nó như thế nào. Cái này chỉ có gô vào để cho bà bác sát vụ không thì may mọi thiện các nhà. Vâng, đây tất cả những cái đồ. Tao giống mày phải nói thật là bây giờ bà không còn gì ngoài con người. Cái kiềng, đây cái kiềng đây mọi người ạ. Tao giống mày phải có những cái minh chứng như thế này để mọi người nhìn thấy là cái ngọn lửa nó khủng khiếp như thế nào. Đấy, như bình thường là mình đun cái này thì khoảng 50 năm không hỏng đúng không? Nhưng mà chỉ cần một cái cơn lửa, một cái hỏa hoạn cháy nhà thôi là nó đã có những cái minh chứng như thế này rồi thì đủ hiểu là hôm qua ngọn lửa nó to như thế nào. Thậm chí là khi nãy em ngồi trên nhà mì bảo hôm qua là ở nhà trên đấy vẫn nhìn thấy cái ngọn lửa sáng. Đấy. Mà nhìn anh Sở bảo là bà con cứ tưởng là đốt pháo hoa mừng năm mới đúng không? Nhưng mà thực tế không phải đâu, là cái polo cháy và cái ngọn lửa sáng của cái căn nhà này bốc lên thôi. Bà không còn gì cả, quần áo không. Tiền cháy rồi, tiền bà cũng dành dụm được 5 triệu thì đã cháy rồi. Thì đến thời điểm hiện tại mà tao dám mày ghi hình này. Khi mà quý cô anh chị mà có xem được ấy thì bản thân anh em mình chuyên làm cái cầu nối đối với các hoàn cảnh khó khăn ở trên này thì chắc chắn cũng sẽ có sự phối hợp giữa chính quyền, bà con, lối xóm. Và cũng rất mong là quý cô anh chị nào ở gần xa có quần áo phù hợp với bà cụ 79 tuổi bà ở đây thì có thể gửi cho Tam Giác Mạch và Tam Giác Mạch sẽ mang đến cùng với anh Sở ở đây sẽ chủ động mang đến cho bà để bà mặc. Bây giờ bà thì còn đúng bộ trên người nữa thôi và còn vài bắp ngô là còn sót lại có thể dùng. Và trong nữa là bà con ở đây sẽ cùng nhau là dỡ nhà xuống và tạm thời bà sẽ ở hội trường hoặc là ở với con. Bởi vì con thì bây giờ cũng đã có cháu, có con râu, con rể đàng hoàng rồi, cháu rồi. Con của bà thì cũng ngoài 50 rồi. Nên là cũng có rất là nhiều cái bất cập. Tuy nhiên thì như anh Sở vừa chia sẻ đấy thì là để thuận tiện trong quá trình chăm sóc bà cũng như là đêm hôm có vấn đề gì thì tạm thời sẽ ở với gia đình của con. Thứ hai nữa là xóm thì cũng sẽ ngồi lại với bên chính quyền để bàn bạc xem hỗ trợ bà như thế nào. Tuy nhiên thì với cái sự quan tâm của quý cô bác anh nhà, nhà hảo tâm và tất cả mọi người dành cho Tam Giác Mạch thì hôm nay anh em mình có ghi hình như thế này thì rất hy vọng rằng giúp được một tấm áo cho bà cũng sẽ rất là tuyệt vời. Và Tam Giác Mạch cũng chẳng mong những cái điều lớn lao hơn. Tuy nhiên thì cái khó khăn thì Tam Giác Mạch cũng đã chia sẻ cho tất cả mọi người cùng thấy rồi. Thì rất hy vọng rằng là thông qua thước phim này sẽ có thể kêu gọi giúp bà được phần nào đó để khắc phục đó. Bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cái công việc mà bà con ở đây, lối xóm ở đây giúp đỡ bà trong dọn dẹp trong cái ngày hôm nay. Không còn một cái gì cả, một cái khung cảnh rất là hoang tàn, hoang sơ và phải nói là quá khổ. Quá khổ một người phụ nữ đã gánh gồng mình trong suốt cả cuộc đời mà đến cuối đời lại gặp lần hai bị cháy nhà. Ngày trước thì nhà đã bị cháy một lần rồi, lúc mà con trai còn bé, bây giờ con trai hơn 50 tuổi lại bị cháy một lần nữa. Và cũng rất là may như anh em mình vừa nói đây là bà vẫn còn không bị ảnh hưởng gì đến quan đến tính mạng con người. Quá khổ.
Ngọn lửa nó có bốc lên đến ngọn tre này không? Khu này này. Có. Tre này héo hết đúng không? Đúng. Là ngọn lửa lên đến đây luôn à? Ui dồi ôi. Quá kinh khủng. Mọi người nhìn cái ngọn tre nó còn bị khô hết đây này. Một khung cảnh hoang tàn còn sót lại sau một trận hỏa hoạn. Quá kinh khủng. Đây, đây là những cái chăn, cái quần áo mà hôm qua vứt vội ra đấy mọi người ạ. Không còn gì nữa cả. Mất hết rồi. Tàn hoa. Những cái gì còn sót lại là những cái bắp ngô cháy dở và những cái món đồ sắt vụn. Đến kiềng còn bị thiêu rụi như thế này thì đã đủ hiểu rồi. Cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.